Chào mừng các bạn trở lại với kênh Gà Tướng Bà Rịa. Video hôm nay mình gửi đến các bạn gián cờ giữa Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh và Kiện Tướng Quốc Gia Nguyễn Anh Quân tại vòng 3 giải cờ tướng Nam Bắc Tranh Hùng. Mời các bạn thưởng thức gián cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh. Biên bản gián 1.
Mã 2, tấn 4, chiếu tướng. Chơi đến đây thì kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân đã buông cờ nhận thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.